Như mà một người mà phong thủy trong nhà tốt thì đến đấy sẽ thấy cái gương mặt của gia chủ chắc chắn là điền trạch cung là tươi sáng nhuận. Và quan trọng nhất là mệnh cung và phúc cung là sáng. Trên cái gương mặt của anh chị, thế thì cái vị trí của cái cung tập ách, tôi gọi là cung tập bệnh ấy, nó nằm ở vị trí từ sơn căn. Chút nữa thì đến cái phần giảng tôi sẽ mở cái ma ra, tôi sẽ chia sẻ với anh chị. Nó nằm từ vị trí của sơn căn cho đến vị trí của miên thượng và thọ thượng. Thế thì cái đoạn tập ách cái nằm ở đoạn, cái đoạn khí nằm ở đoạn chỗ này. Nếu như chỗ đấy nó mà thông thì chứng tỏ là cái hệ tiêu hóa của anh chị nó rất là kém. Thì cái người thầy thuốc ấy thì bắt buộc là người ta phải học tướng pháp, vì trong cái môn thầy thuốc thì vọng văn vấn thiết mà, đúng không? Đầu tiên phải nhìn sờ có nghe đấy, vọng văn vấn thiết đầu tiên phải nhìn đó. Thì ông nhìn cái gì? Nhìn sắc tố trên mặt, nhìn lưỡi, nhìn răng, nhìn mũi, nhìn các cái màu sắc trên gương mặt, để người ta biết xem là trên gương mặt thì tâm can tỳ phế thận chủ chỗ nào, nó sẽ biểu hiện ra ngay trên gương mặt của anh chị. Thì cái việc đầu tiên của nhân tướng pháp là nó thông qua cái việc mà người ta xem tướng để người ta xem cái bệnh tật của người ta trước. Thì vì cứ thấy cái ông đã ốm yếu, tự nhiên gọi là mặt xanh nên vàng chẳng hạn. Thì tất cả những cụm từ đấy nó đều mô tả là tật bệnh. Thế thì bộ môn bệnh lý cũng như vậy và bộ môn phong thủy cũng như vậy. Thế thì khi người ta dựa trên nguyên tắc là âm dương ngũ hành, người ta cũng chia gương mặt ra thành là nam nhạc hỏa tinh, bắc nhạc gọi thủy tinh, rồi đông nhạc mộc tinh và tây nhạc là kim tinh, và giữa là trung dương thổ. Trung dương thổ thì cái không chỉ gương mặt thành kim mộc thủy hỏa thổ, rồi người ta cũng dựa trên cái quan điểm triết lý về âm dương ngũ hành để mà người ta sẽ tính toán ra cái nguyên lý của cái gương mặt, rồi cái qua đó người ta dự đoán cái phần vận hạn. Cho nên thành ra là nếu như mà một người mà phong thủy trong nhà tốt thì đến đấy sẽ thấy cái gương mặt của gia chủ chắc chắn là điền trạch cung là tươi sáng nhuận, và quan trọng nhất là mệnh cung và phúc cung là sáng, đúng không? Khi mà ta nói về một người phục con người ấy, thì người ta sẽ chỉ vào cái hai cái đoạn này gọi là phúc cung, đúng không ạ? Thế thì ở trên hai cái lông mày, tức là tỉnh giác, đúng không ạ? Tả giác, hữu giác thì nó phần hai phúc cung, nhưng mà chỗ này là biểu hiện của phúc cung thôi. Nếu chị học còn xét tướng ấy thì người ta sẽ bẩy trên phúc cung lên một chút nữa thì là cung phụ mẫu, thì cũng là một dạng cung phúc. Và trên nữa là lên trên đỉnh, lên trên trán, ở vị trí của niên thượng. Ở vị trí này thì gọi là mồ mả. Thế thì một người để mà có cái phúc cung tốt ấy, thế thì khi mà người ta đánh giá phúc cung thì người ta không thể nhìn vào vị trí này. Đây là chỉ là kết quả thôi. Cái gốc cũng phải nằm ở bên trên này. Như vậy thì cái khí người ta nhìn thấy nó tràn từ trên này xuống đây, nó từ trên này xuống đây. Thì người ta sẽ như mà một người mà phong thủy trong nhà tốt thì đến đấy sẽ thấy cái gương mặt của gia chủ chắc chắn là điền trạch cung là tươi sáng nhuận. Và quan trọng nhất là mệnh cung và phúc cung là sáng. Trên cái gương mặt của anh chị, thế thì cái vị trí của cái cung tập ách, tôi gọi là cung tập bệnh ấy, nó nằm ở vị trí từ sơn căn. Chút nữa thì đến cái phần giảng tôi sẽ mở cái ma ra, tôi sẽ chia sẻ với anh chị. Nó nằm từ vị trí của sơn căn cho đến vị trí của miên thượng và thọ thượng. Thế thì cái đoạn tập ách cái nằm ở đoạn, cái đoạn khí nằm ở đoạn chỗ này. Nếu như chỗ đấy nó mà thông thì chứng tỏ là cái hệ tiêu hóa của anh chị nó rất là kém. Thì cái người thầy thuốc ấy thì bắt buộc là người ta phải học tướng pháp, vì trong cái môn thầy thuốc thì vọng văn vấn thiết mà, đúng không? Đầu tiên phải nhìn sờ có nghe đấy, vọng văn vấn thiết đầu tiên phải nhìn đó. Thì ông nhìn cái gì? Nhìn sắc tố trên mặt, nhìn lưỡi, nhìn răng, nhìn mũi, nhìn các cái màu sắc trên gương mặt, để người ta biết xem là trên gương mặt thì tâm can tỳ phế thận chủ chỗ nào, nó sẽ biểu hiện ra ngay trên gương mặt của anh chị. Thì cái việc đầu tiên của nhân tướng pháp là nó thông qua cái việc mà người ta xem tướng để người ta xem cái bệnh tật của người ta trước. Thì vì cứ thấy cái ông đã ốm yếu, tự nhiên gọi là mặt xanh nên vàng chẳng hạn. Thì tất cả những cụm từ đấy nó đều mô tả là tật bệnh. Thế thì bộ môn bệnh lý cũng như vậy và bộ môn phong thủy cũng như vậy. Thế thì khi người ta dựa trên nguyên tắc là âm dương ngũ hành, người ta cũng chia gương mặt ra thành là nam nhạc hỏa tinh, bắc nhạc gọi thủy tinh, rồi đông nhạc mộc tinh và tây nhạc là kim tinh, và giữa là trung dương thổ.
Đúng rồi, thì cái không chỉ gương mặt thành kim bồ thủy ở rồi, người ta cũng dựa trên cái quan điểm triết lý về âm dương ngũ hành để mà người ta sẽ tính toán ra cái nguyên lý của cái gương mặt, rồi cái qua đó người ta dự đoán cái phần vận hạn. Cho nên thành ra là nếu như mà một người mà phong thủy trong nhà tốt thì đến đấy sẽ thấy cái gương mặt của gia chủ chắc chắn là điền trạch cung là tươi sáng nhuận, và quan trọng nhất là mệnh cung và phúc cung là sáng, đúng không? Khi mà ta nói về một người của con người ấy, thì người ta sẽ chỉ vào cái hai cái đoạn này gọi là phúc cung, đúng không ạ? Thế thì ở trên hai cái lông mày, tức là tỉnh giác, đúng không ạ, tả giác, cứu giác thì nó phần hai phúc cung, nhưng mà chỗ này là cái biểu hiện của phúc cung thôi. Nếu chị học còn xét tướng ấy thì người ta sẽ bẩy trên phúc cung lên một chút nữa thì là cung phụ mẫu, thì cũng là một dạng cung phúc, và trên nữa là lên trên đỉnh, lên trên trán, ở vị trí của linh thượng, ở vị trí này thì gọi là mồ mả. Thế thì một người để mà có cái phúc cung tốt ấy, thế thì khi mà người ta đánh giá phúc cung thì người ta không thể nhìn vào vị trí này, đây là chỉ là kết quả thôi, cái gốc cũng phải nằm ở bên trên này. Như vậy thì cái khí người ta nhìn thấy nó tràn từ trên này xuống đây, nó từ trên này xuống đây, thì người ta sẽ thấy rằng là với một cái gương mặt mà cái phúc cung nó đầy đặn, thế thì từ cái phần giữa phần linh thượng, đúng không ạ, xuống đến hai cái phần cung phụ mẫu, rồi chạy xuống hai đầu chân mày là sáng phẳng, thì người ta mới đánh giá cái người đấy có một cái phúc cung tốt, hoặc kể cả cung tận ách hay cung phụ mẫu cũng như vậy. Thế thì khi mà người ta đánh giá một cái gương mặt thì thấy rằng là cái phúc cung tốt, thấy rằng cái mệnh cung tốt, thì chứng tỏ là cái trừ khí của họ đang rất tốt. Thế thì bản thân cái phong thủy trong căn nhà, cái nơi người ta đang ở ấy, thì mồ mả tốt hay là đường trạch hay dương cơ hay mệnh cung tốt, thì từ đấy nó sẽ thấy rằng là cái công việc của người ta rất là thuận lợi, thì bản thân căn nhà người ta sẽ rất là tốt. Nhưng mà nhìn thấy cái ông nào mà vào đến nhà mà tự nhiên thấy ấn đường xám xịt, thấy tự nhiên huynh đệ cung, hay là tự nhiên mà thấy phúc cung mà thấy cứ tối tối, thì vẻ mặt u uất chẳng hạn, y rằng có vấn đề, y rằng có vấn đề kiểm tra 10 phát thì dính cả 10.